bà con vô lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình quay bà con xem về cái cảnh mà thu hoạch của bà con nông dân trồng cây bơ búp xen với mô hình cà phê. Thì đây là cận cảnh mà thu hoạch cà bơ búp. Thì bà con cũng biết á, thì năm nay với năm 2017 thì lượng sản lượng bơ búp đã mất mùa, nói chung là ở khu vực Tây Nguyên chúng ta thì rất là nhiều. Thì đây là một cây bơ búp, thì với mô hình này nông dân của anh Sơn á, ở Buôn Hồ Đắk Lắk chúng ta anh trồng với sản lượng là sen cà phê thì được 150 cây, thì anh kêu trung bình thì cũng được gần 2 tấn so với lượng mất mùa á. Thì đây thì những cái trái bơ mình quay cho bà con xem á, trái rất là to đều và đẹp. Thì cái lứa bông này là lứa bông gần trước Tết nên cái sản lượng bông trái nó già trước nên là phải cắt bán. Và cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề bị mất trộm á, bà con chúng ta biết cái bơ búp này á, thì cái tỷ lệ của nó mà giữ nó rất là khó nên mất trộm rất là nhiều, nên anh bán sớm để khỏi bị mất trắng, có nghĩa là không thu nhập được mà bị người ta hái trộm hết á, giữ rất là khó. Thì với cái bơ này á, thì mình cũng rất thích, riêng bản thân mình á, quay clip này mình rất là yêu thích bơ cái búp này. Thứ nhất nè, trái nó tròn đều xanh và đẹp. Cái thứ hai nữa là ăn rất là ngon, cơm rất là vàng, hái rất là thích. Trái nếu mà tính ra trung bình thì trái khoảng 2 trái 1 ký hoặc 3 trái 1 ký thôi, hiếm có trường hợp mà 4 trái 1 ký lắm. Thì đây là đang thu hoạch đó, mình quay clip này tuy nó hơi nhanh một chút để bà con xem thì nắm được cái cảnh thu hoạch của bà con nông dân chúng ta hai bơ búp như thế nào, nói chung rất là vui. Thì cái việc mà để bà con bảo quản á, sao muốn giá thành nó cao á, thì mình khuyên thứ nhất bà con này, cái bơ búp chúng ta nên theo sinh học ở đây. Thứ nhất đó là nông dân chúng ta ai cũng muốn cái đẹp. Cái thứ hai nữa là giá cao, thì trái bơ búp á, nếu mà nó đẹp nè, bóng láng nè thì rất giá thành nó cao. Thứ nhất là được ra đôi bên, thứ nhất nhà vườn chúng ta là muốn hái hết, trái nổ phải hái để bán, nhưng mà nhà vườn chúng ta cũng phải hiểu rõ cái nhất đó là trái nổ nó giá sẽ thấp, và cái thứ hai nổ nữa là bên trong sẽ bị hư. Hư đó nghĩa là cái nguyên nhân nổ này thì bà con biết ở những clip trước mình quay và nói bà con xem á, thì nó nổ này do bọ xít nó chích, bên trong đó. Sau này bắt đầu điều kiện thuận lợi mưa gió đó, bắt đầu là cái trứng ở trong đó khi nó chích vô đó, bắt đầu nó nở ra, nó gây hiện tượng là vi khuẩn rồi đó. Nấm rồi bắt đầu làm cho quả bơ chúng ta thối hết đi. Rồi cái chích mà bị đen á nữa mà nó không có bị thối á, thì do bọ xít chích từ nhỏ, nghĩa là lúc trái non á là chích đó, thì nó tạo cái vết thâm hay cái tẹo trong đó, thì lớn lên nó cứ nổ nổ miết vậy. Thì một số trường hợp nó nổ nó u lên như da cóc á, thì trường hợp đó là nó xấu quá thì bà con chăm sóc thuốc thì nó không xin xịt canxi bo được á. Nhưng mình cũng lưu ý bà con á, xịt canxi bo bà con cũng chọn những sản phẩm hàng chúng ta chất lượng chúng ta xịt thì trái bơ chúng ta nó sẽ giữ được lâu, mà chúng ta nên chọn sinh học xịt thì nó hiệu quả, giúp cái trái chúng ta đẹp. Thuốc thang cũng vậy, chúng ta chọn sinh học chúng ta phun thì nó rất hiệu quả. Thì cái bơ này trung bình cứ một cây thì tính sơ ra thì mắc mùa như thế này cũng được 50 kg một cây đó. Thì đây đang thu hoạch đó, qua bà con xem. Thì cái bơ búp này mình cũng khuyên bà con á, đi hái nó rất là vui, có nghĩa là hái sao đừng để mất cái cuống được, cứ cái bơ búp chúng ta phần để cái cuống cắt ra nguyên cái cuống, thì ai cũng thích cái cuống vì cái nguyên lý của cái bơ này chúng ta đem đi xuất khẩu á. Thì nó giai đoạn nó có những cái bơ nó già thì 5 ngày nó chín, còn lại đúng chu kỳ nó là 7 đến 10 ngày bắt đầu nó mới chín. Thì bơ búp thì khi chín chúng ta ăn rất là ngon, nhìn những cái bơ tròn rất là thích. Đây đây là nông dân thu hoạch tại vườn, thì mình bản thân mình quay clip này mình cũng rất thích cho cái bơ này, cầm rất là mát tay. Thì cái vườn này của anh Sơn thì anh cũng phun thuốc rất là đầy đủ, và trong cà phê này tuy nó trồng cũng hơi chật chội một xíu nhưng mà trái rất là sai, xum xê đều bóng. Thì clip này á, mình quay cũng rất là dài, toàn cảnh thu hoạch. Thứ nhất á, là để cho bà con chúng ta xem khi mà cái thành quả một cây bơ búp trồng lên và thu hoạch lên thì nó như thế nào, và trái nó như thế nào trên cây. Thì đây mình quay cụ thể để bà con chúng ta xem. Thì một số bà con chúng ta ở những khu vực xa như ở miền Bắc, miền Nam, miền Tây và miền Trung, hầu như là bây giờ sản lượng bơ búp chúng ta trồng rất là nhiều, nên cái việc mà ăn hay là cung cấp ở tại gia đình chúng ta cũng rất là thoải mái, không có khó khăn như những năm trước. Ăn một cái bơ búp nó rất là khó vì phải từ trong Đắk Lắk này vận chuyển ra. Thì ở mỗi vùng, mỗi địa phương mình cũng chia sẻ bà con á, là cái điều kiện khí hậu và điều kiện tự nhiên á, mưa gió và đất đai á, thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đối với cái năng suất của cây trồng cây bơ búp. Thì với đối với vùng đất Tây Nguyên, đất đỏ Ba Giang á, thì nó rất là hiệu quả, trái rất là sai, cơm rất là ngon, béo, rất là vàng. Thì vấn đề như ở những clip khác thì bà con luôn thắc mắc là làm sao để cho cái bơ búp chúng ta nó đậu nè, rồi bông trái nó không bị chích, thì mình cũng đã chia sẻ những clip trước, nhưng clip này mình nói lại bà con á, là chúng ta phun kích bông hay là đậu trái
chống đụng trái đẹp trái thì đúng chu kỳ của nó, chúng ta phải hãm ngọn nữa. Thì với cây bơ búp chúng ta thì cũng bà con không biết nguyên nhân sao nó rụng, thì mình cũng chia sẻ lại là do nguyên nhân chính đó là phát đọt non làm cho cái bơ búp chúng ta nó rụng đi. Thì trong giai đoạn đó thì một số bà con chúng ta chưa có kinh nghiệm á, là cũng nghĩ nó đang ra trái non cứ bón phân, bón cho dinh dưỡng nó nhiều tập trung nuôi vào trái, thì cái đó là bà con sai lầm nha. Đó mình chia sẻ kinh nghiệm là con sai lầm, có nghĩa là nếu bà con bón phân càng nhiều thì tập trung dinh dưỡng nuôi toàn đọt non hết, thì khiến cho cái trái chúng ta rụng, mới ra nhỏ rụng, bà con sót không hiểu nguyên nhân sao rụng hết, cứ tưởng là thiếu dinh dưỡng nhưng mà nó không phải là thiếu dinh dưỡng. Cái đó mình nhắc lại cho bà con, thì có nghĩa là trong cái giai đoạn mà đang hình thành trái nhỏ thì bà con ngưng bón phân, mà lúc đó bà con phun canxi bo và phun chặn đọt, thuốc chặn đọt để cho nó đứng lại cái đọt non và dinh dưỡng tập trung nuôi vào trái, mà chúng ta xịt canxi bo nữa thì khiến cho cái trái chúng ta nó sẽ không bị rụng. Thì ở những clip khác mình cũng nói chu kỳ nó ra là 2 lần phát đọt non, thì mình nhắc lại sơ thôi, còn clip này mình quay chủ yếu chính là xem cái cảnh mà thu hoạch của bà con nông dân chúng ta. Thì giá hiện tại mua của anh Sơn vào ngày 26 tháng 9 2017 này hiện tại giá đang là 40.000 một cân. Thì sản lượng như lúc đầu mình cũng nói thì năm nay bơ búp sẽ lên rất là cao, cũng giống như sầu riêng năm nay đó. Sầu riêng năm nay lên giá tới gần 60 và 70.000 một ký cắt tại vườn, nên bà con nông dân ở Tây Nguyên Đắk Lắk chúng ta rất là được mùa và trúng mùa rất là nhiều. Đó, hay những cái bơ mình quay rất là từ từ và cụ thể bà con xem đó. Thì ra đi vườn nên quay nó cũng hơi không được chậm như bà con xem. Thì những clip này mình quay cũng rất là tỉ mỉ rồi đó, về những cái hái bơ như thế nào, thu hoạch như thế nào. Thì bơ này bà con những ai chưa ăn chứ thật chất ăn rất là ghi, rất là thích. Bản thân mình đây, mình quay đây, mình là admin đây thì cũng rất là vui đó. Quay con xem 3 trái. 3 trái này thì tầm giá không phải ký 2, ký 3, có thể là ký 4 nữa đó. Xuống là bắt đầu là những chị mà thu hoạch bơ, họ cắt cuốn hết, họ bỏ bao. Thì cái bơ này rất là kỹ, nó mà dập xước phát này nó chín nó sẽ không quá ngon. Đó, đây là cà phê luôn, cà phê cũng rất là sai. Thì với cái mô hình nông nghiệp của Việt Nam chúng ta thì cái búp hiện tại rất là thịnh hành, nó rất là được ưa chuộng hầu như là bà con của mọi nơi trên Việt Nam chúng ta. Đó, bơ búp đó, hái và bà con xem trong rõ này, rồi cắt bỏ bao thôi. Thì trong vườn cà phê thì hầu như chúng ta đều biết á, thì bơ nó xeo dinh dưỡng của cà phê luôn, rất là tươi tốt, chúng ta bón cà phê cái gì thì ăn cái đó luôn. Nhưng mà khi mà con nếu mà trồng sen cà phê thì những sau này khi thu hoạch á, cây của cà phê á, thì cây nào mà nó hơi cỏ chúng ta cưa bớt đi để cho cây bơ chúng ta nó tán nó lớn ra, rộng ra, để cây bơ nó có sức này, nó vươn vai ra là nó đậu bông, chứ nó vướng vào cài năng suất nó cũng hơi có giảm một chút. Đây mình sẽ quay hết cái đám bơ này, nói chung là đám bơ này cũng rất là nhiều, mình sẽ quay cho bà con xem. Clip rất là dài nên mong bà con và các bạn cứ tham khảo về cái mô hình thu hoạch và trồng cây bơ búp sen cà phê. Thì hầu như á, bên trái cây thông mùa Lắc đều cập nhật những cái video hay để cho bà con, những video thực tế luôn á, về trái cây thông mùa Lắc, về sầu riêng, rồi bơ, rồi chanh dây, hồ tiêu, thì hầu như là tất cả đều có hết á. Đó, như là cái bơ nhỏ này xíu xiu trái rất là sai đó, mình quay vào xem á, trái rất là nhiều đó, thấy không, trái rất là sai, sản lượng rất là nhiều. Thì bơ búp chúng ta trồng á, đó, chúng ta bón phân đầy đủ rồi, phòng cái bệnh xì mủ rồi. Mình cũng nhắc lại bà con xem đó là thứ nhất là có cái bệnh mà cái đọt non chúng ta ra là sao nó bị tự nhiên nó héo rũ chết mà bạn không biết nguyên nhân sao. Và cái thứ hai nữa là đọt non ra một thời gian tự nhiên thấy nó héo, nó khô hết trên cây luôn. Đó là hai cái nguyên nhân mình cũng nói bà con lâu nay bà con thắc mắc và cũng có gọi điện thoại đến số điện thoại của mình. Thì mình cũng nhắc lại bà con cái nguyên nhân mà làm cho cái đọt non chúng ta nó gãy hoặc khô đó, đó là côn trùng kết thúc nha. Hay là bò xích, nghĩa là nó chích vào ban đêm á, nó chích vào đọt non khiến cho đọt non của ta nó gãy và hại. Và cái thứ hai nữa là cái côn trùng chích thúc, bà con nên phun thuốc vào buổi chiều á, chúng ta luân phiên thay đổi thuốc từ sau thuốc côn trùng chích thúc, và phun vào 4-5 giờ chiều á, thì giờ đó ban đêm thì bò xích bắt đầu tiến hành đi ăn và đi chích, thì bà con chúng ta xem và phun thuốc định kỳ thì sẽ hiệu quả được cái bệnh đó. Thì qua clip này một lần nữa thì mình cũng khuyên bà con đăng ký kênh, theo dõi tất cả các video tiếp theo của trái cây thơm mùa Đắk Lắk. Thì đây là cũng vườn tiêu trồng trong sầu riêng thì cũng của anh Sơn hết. Thì mình quay nói chung là nó cũng rất là dài, còn rất nhiều cây ở phía sau nên bà con cứ thêm và theo dõi. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.
Thank you.